Xin chào, hướng dẫn X đi thu gió H 32 bước 4 tường, 32 bước trên 4 đoạn cũng là 8 bước. Bắt đầu. Đoạn 1 1 2 3 4. Bước 4 chính là bước dừng nhé. 5 6 7 8. Mình đi lại. Bước 4, bước thứ 4 và bước thứ 8 chính là bước dừng và chỉ điều khiển trọng tâm thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bước thứ 2, đoạn 2 mình đi hình vuông. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đoạn 3, chân phải chúng ta bước chéo sang bên trái một chút. 3, 2, 3, 4. Chân trái chúng ta bước chéo sang bên phải một chút. 5, 6, 7, 8. Đoạn 4 chúng ta đi cha cha, quay sang bên phải. 4, 2, 3, 4. Chúng ta lại đi cha cha sang bên trái. 5, 6, 7, 8. Sau đây chúng ta sẽ đi 4 tường. Tường 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tất nhiên là chúng ta cứ đi tiếp cho đến khi hết nhà. Mình lưu ý một lần nữa là điệu lúc 3 là có lúc nghỉ 1, 2, 3, nghỉ, hoặc là 1, 2, 3, dừng. Hoặc là chúng ta gặp hiểu là 1, 2, 3, 4 thì cái bước 4 đấy chúng là chính là bước nghỉ. Thì nó có cái đoạn nghỉ thì nó sẽ có một cái sự gì đó là mềm mại, nhẹ nhàng, lúc 3 như vậy. Mình đi 4 đoạn một lần nữa nhé. Đoạn 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.